tham gia giao thông dừng đúng phần đường quy định, dừng xe, đổ xe tại nơi đường bộ giao nhau với đường sắt không đúng quy định. Đối với xe ô tô phạt tiền đến 1.000.000 đồng, đối với xe mô tô phạt tiền đến 300.000 đồng. Đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dừng đúng phần đường quy định, dừng xe, đổ xe tại nơi đường bộ giao nhau với đường sắt không đúng quy định. Đối với xe ô tô phạt tiền đến 1.000.000 đồng. Đối với xe mô tô phạt tiền đến 300.000 đồng. Đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dừng đúng phần đường quy định, dừng xe, đổ xe tại nơi đường bộ giao nhau với đường sắt không đúng quy định. Đối với xe ô tô phạt tiền đến 1.000.000 đồng. Đối với xe ô tô phạt tiền đến 300.000 đồng. Đề nghị Thank you.